thế thì chúng tôi có nhiệm vụ là dựng một cái đài của SPK ở ngay Phnom Penh, thì trên cơ sở cái nền tảng là của một cái trạm phát sóng của Trung Quốc đang rút dần cái thông tấn Campuchia với thằng Trung Quốc. Thì cái này là có thể là đã vận chạy một phần thôi, bởi vì cái phần quan trọng nhất là cái phần cái bộ hỏi đáp ấy thì là nó chưa lắp xong. Thì phải nói là cái quyết tâm của Trung Quốc ở lại Campuchia cũng là khá căng, nhưng mà rõ ràng là họ đầu tư cũng đầy đủ, nhưng mà chủ yếu là để Việt Nam trong cái khoảng ngắn, tức là theo hướng là chỉ là ở Việt Nam cũng đang tốt thì thấy rất rõ. Thế thì chúng tôi vào thì chúng tôi trên cơ sở tiếp quản đấy thì cũng không thể dùng ngay những cái máy là một tí rồi, thì chúng tôi phải dựng ngay một cái máy 500 lên để lập một cái đường liên lạc với Hà Nội. Thì là chúng tôi sẽ phải dựng lại toàn bộ là ten này, rồi hệ thống phát, rồi là các cái máy truyền chữ tự động, các cái máy teletip ấy, thì phải xây dựng hệ thống. Thì trên nền tảng có một cái hệ thống điện sẵn đấy thì chúng tôi làm mất 2 ngày không nghỉ, tôi là tính là 48 tiếng chứ không phải là tính ngày đâu. Thì như vậy trong vòng 2 ngày thì chúng tôi dựng xong một cái đài có thể truyền tin bằng teletip, bằng cái máy tự động để chuyển về Hà Nội cái bản tin. Coi như chúng tôi đã dựng xong cái đài này, và cái đài thì là lấy cái hô hiệu là SPK chứ không chính thức là phát từ Hồng Kông. Thì sau này thì các cái đài này toàn bộ cái tin mà của chính phủ Campuchia mà thay thế cho cái chính quyền của quốc đây thì đều phát đi từ đây, và nó trở thành cái nền tảng cho cái thông tin sản Campuchia sau này. Thế thì ngoài cái chuyện cái lần đầu tiên thì sau này thì ta còn giúp bạn thêm một cái máy 5kg nữa. Mà 5kg thời ở Việt Nam thì cái số máy, lượng máy mà trên đầu của cả cái nước Việt Nam thì chắc dưới 10 chiếc. Và của thông tin xã thì dưới 5 chiếc. Thì vừa biết rồi, ta đã giúp bạn. Và tất cả những cái trang thiết bị mà đã mang sang đấy không bao giờ mang ra được cả. Chỉ để lại thôi. Thì sau này thì ta cũng còn giúp bạn là trong 1-2 năm sau thì là còn dạy cho bạn 3 kỹ sư. Mà sau này thì tôi biết là các kỹ sư là những người lãnh đạo chủ chốt của kỹ thuật của bên SPK. Và sau này hình như người ta vẫn còn tiến xa nữa chứ không phải chỉ có vậy. Thì tôi nghĩ là cái cuộc chiến đấu của Việt Nam thì nó thật ra là đã xương máu, nhưng mà đúng là ngay kể cả trong nhà mình, trong cái điều kiện coi như bị bao vây cấm vận rồi o ép đủ phía mà vẫn tiến hành giúp bạn, thì các tôi nghĩ đấy là cái sự giúp đỡ vô giá chứ không chỉ nói là sự mà vô giá. Trên cái đường đi thì tôi nhớ nhất là cái trạm đầu tiên là gặp bộ đội Việt Nam mà đóng ở cái một bài bây giờ, thì họ thì để nó đứng đấy để ngăn những cái tàn quân của Trung Quốc nó chạy ngược về phía Việt Nam. Thì tôi thấy là mình thấy mình rất là khổ, là cái chỗ là mình ăn không đủ mà còn đi giúp một ông còn nghèo hơn cả mình thì không biết làm sao. Tôi thấy là cái sự giúp đỡ của Việt Nam nói thực sự là tôi nói cái quý báu là chưa đầy đủ. Cái mà mang được từ Campuchia về có lẽ là nhiều người không biết, chứ còn là dân tự mình có biết được ngày ngày các cái đèn xe chờ những người lính tù trận ở Việt Nam, ở Campuchia mang đến, đấy là cái mà thay người Việt Nam phải trả ra, mà cái nước Việt Nam phải trả ra chứ không phải ai khác cả. Người ta cứ nói thế thôi chứ còn chúng ta không chở gạo từ Campuchia về, mà cũng không chở bất cứ một cái tài sản quý giá về. Chúng tôi biết rất rõ là chúng ta mang rất nhiều thứ sang và mang cả sinh mạng của chúng ta sang để đổi lấy cái tự do cho dân Campuchia. Nhưng dân Campuchia nói biết ơn cái vòng với chúng tôi, thế chúng tôi đã đổ sự máu lấy rồi thì không thể nào quên được. Người ta nói biết ơn không biết ơn thì với chúng tôi không quan trọng, không có điều gì mà chúng ta đẩy được cái cuộc chiến người ra xa khỏi nhà chúng ta. Chắc chắn là những cái người mình đã làm lãnh đạo về mặt kỹ thuật và sau này là coi như có một cái vai trò ảnh hưởng hàng chục năm cũng là chỉ một vài năm, cho nên là cái mà mình để lại cho họ thực sự là lớn. Tầm nhìn mà đến giờ thì nói là cái giúp đỡ của mình hết sức được.